Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác mẫu xe Azam ATX 860 được trang bị full bộ chuyển động Shimano DLG. Đấy, vành là 27,5, khung nhôm nước sơn nguyên bản, màu xám đen. Trong cái màu nó rất là đẹp. Em xe mới về sáng nay là lên luôn cho các bác xem. Chưa vệ sinh gì nhiều mà các bác có thể đánh giá trên hình là chiếc xe này còn cái độ mới, em đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải hơn 95% từ những cái xích lít, những cái vân lốp còn đều còn rất là mới. Chủ xe là người ta chỉ đi lướt qua thì người ta đóng lại, nên là họ giữ được cái độ mới còn rất là nhiều. Lớp sơn nguyên bản hầu như là không vết xước nhỏ đáng kể, dây đi âm sườn hết. Đến đây là dây là họ đi âm sườn vào góc này, vừa ra đây là đi ngoài ấy, chứ không phải là dây đi ngoài. Toàn bộ là âm sườn. Đồ DLG cũng khá là cao. Xe nhập nguyên bản chính hãng, đồ zin hết 100%. Trên tay lái này cũng tay bấm là DLG này, phanh dầu Techo. Là khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Đúng 27,5, nút gian và dàn gian. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm. Từ khóa cọc yên với tâm cổ cốt là 55 cm. Và chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đến 1m7 đi là phù hợp. DLG 10 tầng lít, 3 tầng đĩa và 30 tốc độ. Và chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.